Chào anh em, mình tiếp tục lên một mặt hàng mới để giới thiệu anh em. Lần này mình có về được một cái bộ dây cáp kéo 4 mét của nội địa Nhật. Một bộ dây cáp còn rất là zin, chưa hề sử dụng luôn anh em. Đây là một bộ dây cáp chuyên dụng để anh em ta dùng để kéo tải những hạt là cứu hộ, thì anh em có thể sử dụng cái này hạt đỡ móc treo kéo hoặc nặng. Thì nó ra được gắn hai cái ma ní luôn rồi anh em. Hai cái ma ní này nó chịu tải rất là khỏe anh em, nhỏ chứ mà nó lợi hại lắm. Và cái đường kính cái sợi dây cáp này nó là cáp 8 ly nha anh em. Đó, anh em xem Nhật nó làm chắc chắn lắm. Chỗ cái phần chui nối cáp nó làm cứng cáp cực kỳ, nó đóng nó là biết bao giờ mà hư cái sợi cáp này. Thì cái dòng cáp của Nhật thì anh em biết rồi, nó rất là bền và nó chịu tải rất là lớn. Thì anh em hay sử dụng kéo hoặc nặng thì sử dụng những cái dây cáp của nước ngoài như của Nhật Bản hoặc là Mỹ, rồi của Anh, của Úc, của Đức rồi, thì rất là an toàn. Thì cái này là phải bảo chứng rồi. Mấy anh Nhật mình rồi anh làm mấy cái đồ đây là bảo chứng, nhìn không là thấy nó đã khỏe khoắn và nó bền rồi, chắc chắn rồi. Thì mình chỉ có một bộ dây cáp 4 mét này thôi. Mình bán với giá là 300 ngàn, chưa phí vận chuyển. Anh em nào có nhu cầu mua về sử dụng thì liên hệ mình, để mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Rồi mình xin kết thúc video vào đây. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em cố gắng theo những cái lần lên bài tiếp theo của mình nhé. Hiện tại mình cũng về rất là nhiều mặt hàng độc lạ sẽ tung lên nữa, anh em tham khảo. Và muốn đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình hoặc nhắn tin qua Zalo là mình sẽ trả lời cho anh em. Rồi xin cảm ơn anh em, xin kết thúc video tại đây.